Ta tu tăng ca toa ngập ma đề nên ni chạ ca lăng samara khi ta băng chư Phật tử, sau khi thọ kỳ tâm quy về ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra mười giữ hành theo chưa được trong sạch, đừng có dễ vui. À, mắc phạn tê. Dạ, xin vâng. Sile na sugatin yon ti sile na phu ca sam ba đai sile na nipu tin yon ti ta sma si lăng nguy so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Sa thu lành thay, và con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung waru tamang bu yo khali do so bu tho khama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang varang tam me yo khali to do so tham mô khama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cú xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sira minh me bút tha se tho sa re bồ tô cho đắc khi ne wa mang se mộc ga la nô phụ ra tô vi đắc ca te yang ba chi me ma ma a nan đô kỳ na sa wa cha tôn đi sa samanta lô ca ba la chi in da de wa sắc ram ma ca e te sang na nu pha we na sa pe pha ya u ba da wa ne ca an ta ra ya pi vi na san tu pha se. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xá lợi Phất, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng a nan chầu, bốn phương a la hán, đế thích lẫn phạm thiên, do oai lực phát màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sova thalatho sukito runho buddhasa sanero go sukito ho isa sabbe nya tipi sa thalathan sukita vruna buddhasa sanero ga sukita ho isa sabbe nya tipi te athalatha sukita vruna buddhasa sanero ga sukita ho thasa sabbe hệ nhà tị viên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata bang kiri yang mama kaye na wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino
Các tăng bu nha ba lăng mây hàng sa bê pha ghi pha hoàng tu tê. Ye tăng các tăng su vi di tăng din nàng bu nha ba lăng mây ya ye cha ta tha na cha nàn ti đê hoa gần tòa ni vệ đa dung. Sa bê lô cam hi ye sa ta chi hoàn ta ha ra hê tu ca. Manun nhang phô cha nang sa pe la phan tu ma ma chê ta sa tí. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đằng quá tâm mê bù nhàng à sẽ quắc khai yô hoa hằng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima ya disa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya sata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự vui. Khina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampati hisamicchantu sukhi atanang pariharantu dukkha patta.
ta chani dukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hôn tu sắp bê panino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau. Đừng lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mại giá, Nam mô Sàng Khai giá. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tam bảo và xin tạo giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên của quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhân cao thảy. Bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam, không biết sư có rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có, xin cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính nhường mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mài giá, Nam mô Sang Khai giá. Sa tu huynh tinh ngộ. Một tuần đến với đạo tràng một ngày và đã làm xong bổn phận của mình rất là hoàn chỉnh. Sa thủ hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 75. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt hồ ma hê si a ra hằng ta tha ga tô lô cô ta mô sa pa ga ru hi che ta cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quy đô vần đà ma hành tăng na ra phù trên này giác cận Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Từ đẻ ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng dần dần cúng dường. Tham mô bát đi bồ yết ta sa sa thô nô lô ca nô mần ta sa vi na ca rô cô sa phần nhu bút tham bát đi phụ tí sanh nhá tô văn đà ma hành tần na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhiên vàng Như Lai soi sáng rạc màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thô số vết tá sa sa quá cô sẽ kha số ca mô quá la thầm mà sẽ kha cô nình đà với sẵn sa đi a na đá rô quá rô quan đà mà hành tầng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh bông Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhẫn ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná thế gia tê chê ná sách khà mê ê tú quá thá năng tá xà bí à nú phà quê ná xá xà dê ná sách chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học ngày hôm nay ha. Ủa? Bây giờ học chứ còn hỏi hôm qua lễ dân y các thiên năng có vui không? Ngất ngư con tàu luôn cho vui đừ luôn. Nhưng mà đối với quý vị ngày nào cũng phải sinh hoạt thôi, chứ không phải vì cuộc lễ vui rồi cái bỏ không có sinh hoạt. Mà trong khi sinh hoạt thế này thì chúng tôi học nơi quý vị rất là nhiều. Rồi bây giờ lễ các thiên năng vui hay không, học xong rồi nói. Bây giờ chúng ta học ha.
Anya hi la phu ba ni sa. Anya hi la phu ba ni sa. Anya hi la phu ba ni sa. Câu số 2. Anya nip ba na ga mi ni. Anya nip ba na ga mi ni. Anya Nipanagamini. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Anya hi la phu banisa. Anya nipanagamini. Anya hi la phu ba ni sa nha ni a na ga Tiết Hà hỏi có an vui không? Bây giờ rớt mạng hay là mất mạng? Alo, 23 123. Alo, 13, quý vị nghe rồi. Rồi, xin kia bây giờ. Hồi nãy quên nghe ha, bây giờ. Rồi, xin tìm không nghe. Bây giờ nghe rõ, cũng là cái micro nào đâu. Rồi bây giờ ôn lại câu 1, câu 2. Anya hi la phu panisa anya nibbanagamini. Anya hi la phu panisa anya nibbanagamini. Anya hi la phu panisa anya ba na ga mi ni. Rồi câu câu 3 câu 4 ha. E wa me tang a phi nya ya pen a phi nya ya e wa me tang a phi nya ya. Câu số 4. Phi khu bút tha sa 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 wa cô. Bhikkhu buddhassa savakko. Bhikkhu buddhassa savakko. Rồi bây giờ ôn lại câu 3 câu 4 ha. Ewa me tang apinyaya bhikkhu buddhassa savakko. Ewa me tang apinyaya bhikkhu buddhassa savakko. E wa me tang a phi nha ya phi khu bút tha sa sa wa cô. Rồi câu 5, câu 6. Sắc ca răng na phi nành đầy ya. Sắc ca răng na phi nành đầy ya. Sắc ca răng na phi nành đầy ya. Và câu 6. We wake
Kamanu pru ha ye Quy về Kamanu pru ha ye Quy về Kamanu pru ha ye Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại câu 5, câu 6 A răng na phi nan đầy gia quy về Kamanu pru ha ye Sắc ca răng na phi nan đầy gia quy về Kamanu pru ha ye Sắc ca răng na phi nan đầy gia quy về Kamanu pru ha ye Rồi, bây giờ ôn lại theo dòng kinh. Đây là một cái bài hơi dài, tùy theo hơi của chúng ta phân bổ ha, để chúng ta đọc cho nó thích nghi. Nhà phụ ni sa ba na ni mê tăng a quy nhà giáp phích khu bu sa 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 càng na đầy quy quệ cảm ơn u về anh nhà hi la phù ba ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tăng a phi nhà ya phi khu bút tha sa 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 wa cô sa ca răng na phi nan đầy ya quy quệ cảm ơn u pru ha về À, trong dòng đó ta không thể dừng cuối câu số 2. Chúng ta có thể đọc tới khi nào mệt nghỉ và dừng lại nơi trường âm. À, quý vị nhớ ha, dừng lại nơi trường âm. Và mệt nghỉ à, tới chỗ chúng ta cảm thấy rất hơi. Không có thể đọc 3 hơi, 4 hơi à, miễn sao dừng lại nơi trường âm ha. Rồi, quý vị hoan hỷ ha, đó là cái giọng kinh. Còn bây giờ giọng kệ, giọng kệ đọc sao đây? Rồi. Anh nhà hi la phù đi xa anh nhà ni ba na ga mi ni e mê tăng nhà hình khu buồn than xa xa sa ca răng na ki ngui nu hai ye anh nhà hi la phu ba ni sa anh nhà ni pa na ga mi ni e wa me tăng a phi nhà già phi khu buôn thân xa xa qua cổ sẵn ca răng na phi nơi quê ca ma nụ ru ai dịch hay duyên thế lợi khác thay đường niết bàn tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri chứ ưa thích cung kính hãy tu hành viễn ly. Trong cái dòng kệ quý vị chú ý dừng lại cuối câu số 2, đọc một lần hai câu ha, chứ cái số 2 cái chạy qua câu số 3. À, kệ ở đây chúng ta chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn là 2 câu ha. Anh nhà hi la phu ba ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni quý vị nhớ đọc lần hai câu ạ. Đừng có thấy dễ quá làm một hơi như vậy thì thành ra cái gì chứ không phải là kệ đâu ha. Kệ là một hình thức à, lên và xuống cho nó nhịp nhàng với nhau. Cái này quý vị cố gắng đọc một lần hai câu đấy, rồi hai câu sau, và cứ thế à, chúng ta
sẽ biến nó. Nhớ rồi, nhớ rồi, thì đưa tay cũng trễ. Trời ơi, nhớ rồi, phải để tay trước tiên chứ, đưa tay trễ như vậy, Sĩ Kim. Rồi, mời Sĩ Mê Ta trước nè. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Lào Cai, Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, trước hết con đến kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 75 hôm nay. Anya hi la phu ba ni sa anya nip ba na ga mi ni e wa me tăng a phin nha ya phích cu bút thách sa sa wa cô sắc ca răng na phi nan đại gia quy quê kamanu pro ha dê. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Anh là trường âm nhấn nha, trường âm thông thường, hí đoạn âm, la phu hai trường âm thông thường, bá ní hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, ga trường âm thông thường, mí đoạn âm, ni trường âm thông thường, anh nhà hi la phu ba ri sa anh nhà nip ba na ga mi ni. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. E trường âm thông thường, quá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bút tháp hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường, ê quá mê tăng a phình nhà gia phích cô bút tháp xa xa quá cô. Dạ, con phân tích tiếp câu 5 và câu 6. Sắc trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, phí đoạn âm, nan đây là hai trường âm nhấn, gia đoạn âm, quý đoạn âm, quê trường âm thông thường, cá má nú là ba đoạn âm, pro trường âm thông thường, há đoạn âm, dê trường âm thông thường. Con đọc lại hai câu 5 và 6. Phật cô Bụt Tha Sa Sa Wa Cô Sắc Ca Răng Na Phi Nan Đầy Gia Quy Quê Ca Ma Nu Pru Ha Dê. Và con đọc lại hết bài. Anh Nha Hi La Phu Ba Ni Sa Anh Nha Ni Ba Na Ga Mi Ni Ê quá mê tăng á phình nhà giá phích cô bố thác xa xa quá cô. Sắc ca răng na phi nam đầy giá quý quê ca ma nu pru ha dê. Anh nhà hi la phô ba ri ba ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni. Ê quá mê tăng á phình nhà giá phích cô bồ tát sa sa quá cô sắc ca răng na phi nan đầy gia quy quê ca ma nu pru ha dê. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng trí, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể.
Anya hi la phu ba ni sa Anya nip ba na ga mi ne E wa me tăng A phân nha ya Phật khô bồ tát Sa sa wa cổ Sắc ca răng na phi nan đầy ya quy quê ca ma no pro ha ye dạ con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin kính mời cô Kim tiếp theo ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 75, cũng bài đặt hò hò giống như sư vậy đó, đệ tử sư phải giống sư. Hò để lấy giọng, để lấy thông cổ họng, đọc cho nó rõ. Và bài này nó dài quá hả, mà khó đọc nữa. Lấy cổ họng, uống miếng nước cho chắc. Trời, không có không được rồi đó. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 75, 75. Anya hila po panisa anya nipa naga mini e wame tang apanya yabit kubuk tasasa wako sakka rang na pinan day yawiwe kamanuru haye. Anya hila po panisa anya nipa naga mini e wame tang apanya yabit kubuk Thát xa xa quá khổ, sắc khà rằng, nà phí nành đầy gia quý quê, khá mơ nu rù ha dề. Anh nhà hi là phù phá ni xà, anh nhà nít bà nát gà mi nì, ê quá mê tăng áp hình nhà giáp bích cứu bốc. Thát xa xa quá khổ, sắc khà rằng, nà phí nành đầy gia quý quê, khá mơ nu rù ha dề. Phân tích câu 1, câu 2 và câu 3, rồi mới tới câu 4, câu 5, câu 6 cho nó gọn. Phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Anh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, hí đoạn âm, la phù hai trường âm thông thường. Bá ní hai đoạn âm, sa trường âm thông thường. Câu số 2, anh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường. Níp trường âm ngắn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, ga trường âm thông thường, ní đoạn âm, ni trường âm thông thường, e câu số 3, e trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, kinh trường âm ngắn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Anya hi la phu phanisa anya nip ba naga mini e wa me tang thinh nhà gia bích cú bút thát xa xa quá khô sắc khà rằng nà phi nành đầy gia quý quê kamanuru hai về. Phân tích câu số 4. Thích trường âm ngắn, khú đoạn âm, bút thát hai trường âm ngắn, xá đoạn âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Câu số 5, sắc ngắn, kha trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, khí đoạn âm, năm đây hai trường âm ngắn, giá đoạn âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng hay là câu số 6, quý đoạn âm, quê trường âm thông thường, cá má nú ba đoạn âm, ru trường âm thông thường, há đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ nhớ hai câu ngừng chút, tức hai câu là ngừng chút, hai câu ngừng chút, nhớ rồi.
Thích khu phu tha sa sa quát hồ sắc khà rằng nà phi nành đầy giao quy quề khamanu rù ha về. Anh nhà hi là phù pha ni sa anh nhà nít bà nát gà mi nị ê quá mề tăng áp hình nhà giáp bích khu vục thác xa xa quát hồ sắc khà rằng nà phi nành đầy giáo quý quê khamanu rù hai về. Anh nhà hi là phù pha ni sa anh nhà nít bà nát gà mi nị ê quá mề tăng áp hình nhà giáp bích khu vục thác xa xa quát hồ khà rằng nà phi nành đầy giao quý quê khamanu rù hai về. Anh nhà hi la phu pha ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tang a pin nhà ya bit ko bong tha sin sa sa wa ko sắc khà rằng nà phi nành đầy ya quý quê khamanu rù hai về. Anh nhà hi la phu pha ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tang a tin nhà ya bật khô bông tha thân sa sa wa khô sắc khà răng na phi nan đầy ya quỳ quê ca ma nu ru ha kể mấy lần ta hai lần đủ à các thai thai đường niết bàn tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng chi thắng chi không phải thắng chí không nha bà con chớ ưa thích cung kính hãy tu hạnh viễn ly. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu, dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt Nam của câu kinh Pháp Cú 675. Xong rồi đó con xong nghỉ sư coi 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 cái gì rồi xong thấy bà con là cho dưới chân nha. Ai trời ơi trời ơi ơi, một người cho cô mê trà, mấy người kia ngủ chân rồi. Chắc sư bận rồi, quý vị rồi, sư mệt rồi, đi uống cà phê rồi, đi uống nước chảy khác rồi. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân quý vị nha. Ê, dành nhật hạ thứ bảy này đi chùa ha, gặp lại ha. Dạ xin nhường lại cho cô Hồng Thị Kim Nhung phải không. Chúc quý vị được mật mòe ăn vui nha, bye. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin họ đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 75. Anh nhà hi la phù pa ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tăng a kinh nhà gia thích khu bút tháp xa xa quá cô sắc ca răng na phi nành đầy giác quý quê ca ma nô rù ha dê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, hí bản âm, la phu hai trường âm thông thường, bá ní hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, nít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, ga trường âm thông thường, mí đoạn âm, ni trường âm thông thường. Anh nhà hi la phù pa ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ê trường âm thông thường, quá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, phích trường âm nhấn, hú đoạn âm, bút thát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường, ê quá mê tăng á phình nhà gia thích khu thác xa xa quá cô. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Sắc trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, phí đoạn âm, nan đây hai trường âm nhấn, giá đoạn âm, quý đoạn âm, quê
trường âm thông thường cá, má, nú. Ba đoạn âm ru, trường âm thông thường há, đoạn âm dê, trường âm thông thường sắc, ca, răng, na, phi, nanh, đầy, giác, quyết, quê, ca, ma, nú, ru, hát, dê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 75. Anh nhà hi la phu pa ni sa anh nhà ni pa na ga mi ni e quát ni tăng áp vinh nhà giác viết khu bút thắt xa xa quá cô sắc ca răng na phi nành đầy giác quý quê ca ma nô ru ha dê. Anh nhà hi la phu pa ni sa anh nhà ni pa naga mini e wa me tang a nya ya phik khu put that sa sa wa ko sak karang na phi nang day ya wi we kama nu ru ha ye. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con thành kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 75 hôm nay ạ. Anya hi la phu ba ni sa anya nipa na ga mi ni e wa me tang a ping nya na pi ku bus tha sa sa wa ko sakaram na pi nan de na Na phi nan đề gia quy về kamanu pru ha ye anh nhà hi la phù bari bani sa anh nhà nipa na ga mini e wa me tang a phi nhà gia phi ku buddha sa sa wa ko sakarang na phi nan đề gia quy về kamanu pru ha về. Và con xin phân tích hai câu số 1 và câu số 2. Anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, la phu là hai trường âm thông thường, bá ní là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Và câu số 2, anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Anh nhà hi la phù ba ni sa anh nhà níp ba na ga mi ni. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. E là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, vinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và câu số 4, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, put, thas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Ê quá mê tăng á phình nhà, gia phích khu bút tha xa 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 quá cô. Và câu số 5 và câu số 6. Sắc là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là
trường âm thông thường, phí là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Câu số 6, quý là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, cá má nướng là ba đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Sắc ca răng na phi nành đề gia quy về ca ma nước ru ha dê. Dạ con xin đọc lại. Anh nhà hi là phù ba ni sa anh nhà nếp bà na gà mi ni ê qua mê tăng á phình nhà gia phích khu bút tha xa xa qua cổ sắc ca răng na phi nành đề gia quy về ca na nu prù ha dê. Khát thai duyên thế lợi, khát thai đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Anh nhà hi la phù bà ni sa, anh nhà ni pa na ga mi ni, ê quả mê tăng à phình nhà gia phình khu bút thát xa xa qua công sang cả răng na phi nành đầy gia quy quê ca ma nương ru ha dê. Dạ con đã đọc cho con tích xong, con có sai ông ngài và đạo tràng sửa giùm con. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của pháp nguồn ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú câu 75 ạ. Anh nhà hi là phù pa ni sa, anh nhà ni ba na ga mi ni, e wa me tăng a bình nhà ya bhikkhu buddha sa, bhikkhu buddha tha sa sa wa ko sắc ca răng nhà bi năng đầy gia quy quê ca ma nu ru ha dê. Con xin được đọc và phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Anh nhà hi là phù pa ni sa, anh nhà ni ba na ga mi ni. Anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, la là trường âm thông thường, phu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ní là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn, na nha là trường âm thông thường, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Con xin được đọc và phân tích câu 3 và câu 4. Ê wa mê tăng a bình nhà gia bích khu bút tha sát xà wa cổ. Ê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, bin bin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường.
Con xin đọc và phân tích câu 5 và câu 6. Sa ca răng na phi răn đề ya quy quệ ca ma nu ru ha dê. Sắc là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, răng là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nha là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, năn đê là trường âm nhấn, năn và đây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, quý là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, má là đoạn âm, nú là đoạn âm, ru là trường âm thông thường, là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Dạ, con xin được đọc lại ạ. Anh nhà hi la pu pa ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tang a pin nhà ya bích khu bu ta sa sa wa ko sang ca rằng nhà khi nành đầy gia quy về ca ma nu bù ha dê. Con xin được sạch ạ. Khắc thay duyên thế lợi, khắc thay đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng chi, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ, con xin được kệ ạ. Anh nhà hi la pu pa ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni e wa me tang a ping nhà ya bi khu pu tha sa sa wa ku sa ka rang ya pi ran dai ya wi we ka ma nu pu ha ye. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin nhường mic cho vị khác ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chí đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài 75. Anya hi la pu panisa anya nibbana gamini eva me tang appinya yabhikkhu puntassa savakko sankharam na Con xin phân tích câu 1 và 2. Anya hi la pu pa ni sa anya nibbana gamini an trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, hí đoạn âm, la pu hai trường âm thông thường, pa ni hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, an trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, nib trường âm nhẫn, ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, ga trường âm thông thường, mí đoạn âm, ni trường âm thông thường, anh nhà hi là phù hoa ni sa anh ni ba ca mi. Câu 3 và 4. E wa me tăng a pin nhà yap pin ku pun thasa sa va ko e trường âm thông thường, quá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, pin trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, bút trường âm nhấn, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, xa trường âm thông thường,
quả đoạn âm khô trường âm thông thường e e wa me tăng áp bình nhà giáp viết khu phun thát xa xa quá cô câu 5 và 6 sắc cả răng na pin nan đầy giáo quý quê các manu phù ha dê sắc trường âm nhẫn kha trường âm thông thường răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm na trường âm thông thường pin phí đoạn âm nan trường âm đọc theo giọng nguyên âm dây đây trường âm nhấn giá đoạn âm quý ú ba đoạn âm phu trường âm thông thường há đoạn âm dê trường âm thông thường sắc ca răng na sắc ca răng na xin lỗi sắc ca răng na phi ngành đầy giá vi quê ca ma nu phu ha dê ảnh nhà hi là phu nhà nếp bà na ca mi ni ê quá mẹ tăng áp bình nhà giáp viết khu phun tha xa xa quá cô sáng khả răng na phi nằm đề giáo vi về ca ma nu phù ha dê khác thai duyên thế lợi khác thai đường niết bàn tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng trí chớ ưa thích cung kính hãy tu hạnh viễn ly của hòa thượng Thích Minh Châu. Anya hi la phu pa ni sa anya nim pa na ga mi ni e wa me tang am pin nya ya pin ku kun than sa sa wa ku arang na pin nan de ya vi we ka ma ni phu ha ye Anya hi la phu pa ni sa anya nim pa na ga mi ni e wa me tam a pi nya ya pi ku pun tan sang ka dang na pi nan de ya wi we ka ma nu pu ha ye. Dạ, con đã đọc xong có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 75 ngày hôm nay ạ. Anya hi la phu pa ni sa anya nip ba na ga mi ni e wa me tang a phi nya ya phi khu bút thác sa sa wa cô sắc ca răng na phi nan đầy ya quy quê ca ma nu pru ha dê anh nhà hi la phu pa ni sa anh nhà nếp ba na ga mi ni e wa me tăng a phi nhà ya phi khu bút thác sa sa wa cô sắc ca răng na phi nan đầy ya quy quê ca ma nu pru ha dê. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Anya hi la phu ba ni sa anya nip ba na ga mi ni. An là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, la phu là hai trường âm thông thường, ba ní là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, an là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, nip là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. E wa me tăng a phi nya ya phi khu bút thát sa sa wa cô. E là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bút
là trường âm nhấn, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Và câu số 5 và câu số 6. Sắc ca răng na phi nan đầy gia quy quê ca ma nu pru ha dê. Sắc là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đây là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, quý là trường âm nhấn, quý là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, cá, má, nú là ba đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Anh nhà hi la phu panisa anh nhà nip ba naga mini e wa me tang afin nhà ya phik ku bút thát sa sa wa ko sắc ca răng na phi nan đầy ya quy quê ka manu pru ha dê. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anyahilahafubanisa anyanipahanagamini Ewametang afinyaya fikhuputthasasawako Sakkarang na phim đầy ya we we kama nu pru ha ye an nya hi la phu bani sa an nya ni pa na ga mi ni e wa me tang a phim nya ya phim khu bun tha sa sa wa ko Sankarang na phi nan đầy ya vi vi ca ma nu pru ha ye. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhiều sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo Pháp Cú số 75 rồi, cảm ơn nhờ Giang Hà bóp bài lên. Tôi cũng không biết sao mà mấy cô Tâm Hạnh bóp bài lên là không thấy bài. Anyahila phu banisa anya anya đồng đọc lại Anyahila phu nya nibbana gamini eva me tang af nya yafikhu buddhassa savako sakka rang na ve kaman nu phù ha dê anh nhà hi là phù ban ni sa anh nhà nip pa na ga mi ni anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, la là trường âm nhấn, la phu là ha la phu là hai trường âm thông thường, bá ni là hai đoạn âm, sa là an là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ni là trường âm thông thường. E quá mê tăng á phì nhà giá phí khu bút thát xa xa quá cô. E là trường âm thông thường, quá là đoạn âm,
Me là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường. Sắc sắc ca răng sắc ca ra na phi nàn y giá quý về ca man nu phù ha về. Sắc là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, nan đây là trường âm nhấn, giá ví là hai đoạn âm, v là trường âm thông thường, cá má nú là ba đoạn âm, ru là trường âm thông thường, há là đoạn âm, dê là trường âm nhấn. An nhà hi là phù ban mi sa an nhà nip bà na gà mi ni e quá mề tăng áp phình nhà giáp phít khu bút hát xa xa quá cô sắc cà răng nà phi nàn đi giá vi về ca má nu phù phá ha về an nhà hi là phù ban mi sa an nhà nip bà na gà mi ni e quá mề tăng áp phình nhà giáp phít Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con đến đảnh lễ Ân Đức Giáo Pháp, và con đến đảnh lễ Ân Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 75. An nhà hi la pu pa ni sa an nhà ni pa na ga mi ni ê quá mê tăng áp phình nhà giáp phích khu bút thắt xa xa quá cô sắc cà răng ni phát sắc cà răng na phí nằn đề giáp quý quê ca ma nu trù ha dê. Dạ con xin đọc lại. An nhà hi là phù pa ni sa an nhà ni pa na ga mi ni ê quá mê tăng áp phình nhà giáp phi khu bút thắt sao xà quá cù sắc cà răng nà phi nàn đề giáp quý quê ca ma nụ rù ha nệ dê. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Anh nha, anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, hí đoạn âm, la trường âm thông thường,
phu trường âm thông thường, bá ní hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ní đoạn âm, hoa trường âm thông thường, bá đoạn âm, ra trường âm thông thường, mí đoạn âm, ni trường âm thông thường. Anh nhà hi là phù ba ni sa anh nhà ni ba na ga mi ni. Con xin phân tích câu 2 và câu 4. E trường âm thông thường, quá đoạn âm, mê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phân trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, fix trường âm nhấn, khố đoạn âm, hút trường âm nhấn, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, quá đoạn âm, cô trường âm thông thường. Ê quá mê tăng áp phần nhà giá phí khu bút thát xa xa quá cô. Con đọc con phân tích tiếp câu 3, câu 4, câu 2, câu 3. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Dạ câu 4, câu 5. Sát trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na trường âm thông thường, phí đoạn âm, nan trường âm nhấn, đây trường âm nhấn, giá đoạn âm, quý đoạn âm, quê trường âm thông thường, cá, má, nú, ba đoạn âm, ru trường âm thông thường, há đoạn âm, dê trường âm thông thường. Sắc ca răng na phí nành đầy giá quý quê ca ma nú ru há dê. Dạ con đọc lại nguyên bài. Anh nhà hi là phù ba ni sa anh nhà ni pa na ga mi ni e wa me tang a phen nhà ya phi khu bút thát sa sa wa cô sắc ca rằng na phi na sắc ca rằng na phi nan đầy ya wi quê ca ma nu ru ha gì. Dạ con xin kể. Anya hila bu panisa anya ni panaga mini ewa metang afunya ya fitu buthat sasawako sakarang na vinande ya wiweka manuruhaye. Con xin đọc bản dịch chỉ của Hòa Thượng Minh Châu. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường Niết Bàn, tùy theo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng chí, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh nguyện ly. Dạ con đọc phân tích và kể xong. Dạ có chỗ nào sai con xin kính quý sư quý cô tu nữ là quý đạo hữu trong đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin cảm ơn. Dạ xin cho mít lại cho đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp và ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 75. Anya hila phu panisa anya nipa naga mini e wame tăng e wame tăng afinya ya fikhuputhat sasa wako sakkarang na phinandaya viwe kamanupru haye. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường Niết Bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri,
chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly, là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Châu ạ. Dạ con xin kệ ạ. Anya hi la phu pa ni sa anya ni pa na ga mi ni e wa me tang a phin nya ya phi khu phu tha sa sa wa ko sakarang na phi nan đầy ya we ka ma nu pru ha ye anya hi la phu pa ni sa anya nepa naga mini ewa me tang afin nya ya fiku putha sasa wako sakarang na finandaya wiwe kaman pruhaye anya hila fupanisa anya nepa naga mini ewa me tang afin nya ya phê khu phu tha sa sa wa cô sa ca răng na phi nan đầy gia quy quê ca ma nu pru ha dê. Dạ con xin hết ạ. Con xin nhường mic lại cho. Sa thu để được tuệ đức để kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta ha, qua giọng kinh tiếng kệ. Câu Phật ngôn 75 là một câu Phật ngôn hơi dài. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Anya hi la phu panisa, câu đầu tiên đọc được chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ anya có nghĩa là gì? Anya do cái từ anya, nó là một tính từ nữ tính và nó đứng làm chủ từ Pathama Ekavachana Vipassati. Anya có nghĩa là khác. Chữ hí là một trạng từ hiển nhiên thật vậy, hiển nhiên thật vậy hay là quả thật. La phù panisa, chữ la phù do cái từ la phát, la phát là một danh từ nam tính, ác ranh ta phung linh gã. La phá là lợi lộc. Rồi Upanisha, Upanisha là một danh từ nữ tính, ác ranh ta ít thì linh gã. Upanisha có nghĩa là nguyên nhân, là phương thức, nguyên nhân hay là phương thức. La phù panisa có nghĩa là nguyên nhân đưa đến lợi lộc, nguyên nhân đưa đến lợi lộc. Câu số 2 la phá rồi câu số 2 anya nibbana gamini, anya nibbana gamini thì chữ anya là khác ha. Nibbana đây là một danh từ trung tính, ác ran tanapum sakalinga. Nibbana có nghĩa là niết bàn. Rồi gamini, gamini do cái căn ngữ gam, động từ là gacchati ha, việc dẫn đến, việc dẫn đến.
Nibbanagamini, việc dẫn đến Niết Bàn. Việc dẫn đến Niết Bàn. Vậy thì câu 1, câu 2. Anya hi la phu banisa anya nếp bà na ga mi ni. Nếp bàn cho ai? Để đây nếp bà. Cầu ưu xin Nhật Quỳnh. Rồi, hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Hiển nhiên, cái phương pháp đưa đến lợi lộc là điều khác. Đường lối đi đến Niết Bàn là điều khác. Câu 1, câu 2, hai con này bổ sung ý nghĩa với nhau. Quả thật, phương pháp đưa đến lợi lộc là điều khác. Đường lối đưa đến Niết Bàn là điều khác. Đó là ý nghĩa câu 1 và câu 2. Bây giờ qua câu 3, 4. Câu 1, câu 2, Sik Nhật Quỳnh. Quả thật, phương pháp đưa đến lợi lộc là điều khác. Đường lối đi đến Niết Bàn là điều khác. Đúng rồi. Điều chứ không phải là đều hả? Điều này, điều nọ. Tức là cái cách này, cách nọ chứ không phải là đồng đều nhau cả thải ha. Là điều khác, có chữ y nữa. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3. Ê quá mê tăng ấp hình nhà giá. Ê quá mê tăng ấp hình nhà giá. Ê quá mê tăng. Ê quăng là như vậy. Ê tăng là cái này. Thì ê quá mê tăng là như vậy, điều này ha. Ê quá mê tăng như vậy, cái này Apinya giá. À, chúng ta thấy căn ngữ nha và đứng trước nó là tiếp động ngữ Aphi. Aphi gì? Chỉ nhấn mạnh cho cái căn ngữ nha này mà thôi. À, Apinya giá là một động từ bất biến. Sau khi biết rõ cái điều này. À, như vậy. Apinya giá là sau khi biết rõ. À, cái chữ biết rõ này thì chúng ta thấy Ngài Hòa Thượng dịch là thắng tri, chứ không phải là thắng trí ha. Sau khi biết rõ này, chữ nha giá. Rồi câu số 4. Bhikkhu Buddhassa Savako. Bhikkhu là vị tỳ kheo ha. Đây là một danh từ nam tính Ukraine tác phong linh nga. Buddhassa ở đây chữ Buddha được chia theo sở hữu các số ít Chathi Vipatti Ekavacana. À, cho nên chữ Buddha biến thành Buddhassa. Buddhassa là của Đức Phật. Của Đức Phật. Sawako. Sawako do cái từ Sawaka. Sawaka đây là một danh từ nam tính Akrantapumlinga. Và Sawaka được đứng làm chủ từ số ít
Bà tham mang e cao với chân vị pháp lý sa quả cá biến thành sa quả cô. Sa quả cô là thinh văn có nghĩa là người lắng nghe, người nghe. Vậy thì có một có ba câu bốn e quá mê tăng ở phi nhà với phi cú bút thát sa sa quả cô. E quá mê tăng ở phi nhà với bút phi cú bút thát sa sa quả cô. Sau khi biết rõ điều này như thế, vị thinh văn của Phật sau khi biết rõ điều này như thế vị tỳ khưu thinh văn của Phật sau khi biết rõ điều này như thế vị tỳ khưu thinh văn của Phật và câu năm sắc ca na phi nan đây giá sắc ca răng na phi nan đây giá chữ sắc ca răng do cái từ sắc ca rá. Sắc ca rá là một danh từ nam tính Akran Tapung Linh Ga. Và sắc ca răng được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quỳ phát tí e cao quá trần á. Cho nên sắc ca rá biến thành sắc ca răng. Sắc ca răng có nghĩa là sự tôn vinh, sự cung kính, sự lễ lại. Sự tôn vinh, sự cung kính, sự lễ lại. Rồi na phi nan đầy giá na phi nan đầy giá chúng ta thấy tiếp đầu ngữ na ở phía trước có nghĩa là không à. Rồi thêm a phi nhấn mạnh cho cái chữ nan đầy giá à, vậy thì nan đầy giá căn ngữ của nan có nghĩa là thích thú, thỏa thích, hoan hỷ à, thích thú, thỏa thích, hoan hỷ. Vậy thì ở đây na phi nan đầy giá có nghĩa là không thích thú à, không thỏa thích, không hoan hỷ. Na phi nan đầy giá alo rồi na phi nan đầy giá là không thích thú, không thỏa thích, không hoàn hỷ. Và câu cuối cùng quy về các mắt nụ prù hát về quy về các mắt nụ prù hát về nó đi chung một nhóm từ. Bây giờ chúng ta phải chia cắt ra chứ đoàn kết thì chúng ta thất bại, thất bại cứ nhìn vô là muốn đuôi mắt luôn. Vậy thì chúng ta tách rời ra để thấy rõ quy về các à, rồi manu ru ha về ở đây nó là quý quê căn ha cộng với anu ru ha về và nó biến thành quý quê ca manu ru ha về à, quý quê cá nó là một danh từ nam tính akran tapung linh cá à, và quý quê cá được chia theo đối cách đu tỳ giá quy pháp tỳ e ca quy chẳng há cho nên quý quê cá biến thành quý quê cần độc cư viễn ly vắng lặng quý quê cần
là độc cư viễn ly vắng lặng. Rồi thêm cái từ anuruha về. Anu là một tiếp đầu ngữ của cái từ ruhye. Ruhye có nghĩa là trao dồi hay phát triển. Anuruhye là hãy thực hành, hãy trao dồi. Hãy thực hành, hãy trao dồi. Vậy thì quy về kamanuruhye, hãy thực hành cái hành viễn ly, hãy trau dồi cái hành độc cư, hãy phát triển cái hành vắng lặng, vân vân. Đó là ý nghĩa câu số 6. Vậy thì câu thứ 5, câu thứ 6. Sakka rằng na phi nan đầy giáo quy về kamanuru ha về. Sakka rằng manu na phi nan đầy giáo quy về kamanuru ha về. Cho nên thích thú sự tôn vinh, hãy thực hành hành viễn ly. Câu 5, câu 6 ha. Sắc ca răng na phi nan đầy giá quy về kamanuru ha về. Cho nên thích thú sự tôn vinh, hãy thực hành hành độc cư. Đó là câu thứ 5 và câu thứ 6. Và câu nguồn 75 này là câu cuối cùng ở trong cái phẩm ngu nhân, tức là phẩm kẻ ngu. Thầy, quả thật phương pháp đưa đến lợi lộc là điều khác, đường lối dẫn đến nước bàn là điều khác. Sau khi biết rõ này như thế, vị tỳ khưu thinh văn của Phật, cho nên thích thú sự tôn vinh, hãy thực hành hạnh độc cư. Hiển nhiên, phương thức đưa đến lợi lộc là khác, đường lối đi đến niết bàn là điều khác. Sau khi biết rõ điều này như thế, vị tỳ khưu thinh văn của Phật, cho nên thích thú sự tôn vinh, hãy thực hành hạnh độc cư. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Phổ Thơ Lục Bát thế này, một bài thơ 6 câu mà ở đây Ngài chỉ làm có 4 câu ngắn gọn. Con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục niết bàn 42. Sa môn đâu dễ đắm mùi, khởi tâm nhàm chán xa rời mùi câu. Con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục niết bàn 42. Sa môn đâu dễ đắm mùi, khởi tâm nhàm chán xa rời mồi câu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, thể thơ Ngũ Ngôn. Khác hay duyên thế sự thế lợi, khác hay đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chứ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chứ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Rồi, như vậy là tự vấn chúng ta đã thông qua ha. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự câu Phật ngôn này. Một duyên sự tương đối dài quý vị cố ý ha. Nhưng mà dài mà hay, chứ không phải dài mà dở. Bây giờ là 5:52, còn hơn nửa tiếng nữa. Không biết nửa tiếng nữa có đủ thời gian không.
Câu Phật ngôn 75. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Chê Ta Hoàng Á, thì Ngài đề cập đến một cái vị tỳ khưu tên là Tích Xá. Và cái vị này ở trong rừng, tu tập ở trong rừng, cho nên gọi là vị tỳ khưu mà đầu đà, Vanawasi. Câu chuyện này phát sinh ra tại thành Vương Xá Garajagaha. Thân phụ của Ngài Sariputta là ông Vanganta. Chữ Vanganta quý vị biết làm sao? Alo, chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân để rồi đi vô cái nội dung nó thích hợp. Ví dụ nói cái người đó thì cái nguồn gốc là con ông nào, con bà nào ha. Thì đây, Ngài Sariputta là con của ông Vanganta. Vanganta chữ Van có dấu chấm, chữ Van có dấu chấm. Ông này có một người bạn tên là Mahasena, và hai ông này chơi rất là thân nhau ha, quanh gần ta. Trong lúc mà nhàn cư, lúc mà Ngài Sariputta Ngài đi khất thực á, thì Ngài đến trước cửa nhà của ông ta, mục đích là tiếp đồ cho ông ta. Thì cái ông Bà La Môn này bây giờ gia tài đã xuống dốc rồi, khánh tận rồi, ông trở nên một con người mà nghèo sát, nghèo sơ. Thì khi mà nghèo khổ như vậy, thì ông thấy Ngài Sariputta đi đến khất thực, ông mới biết rằng lúc này là mình túng quẫn bần hàn, không có vật gì để mà để bác cho Ngài Sariputta. Và thấy không tiện gặp mặt được Ngài Sariputta, cho nên ông mới lẩn tránh. Rồi một ngày khác, Ngài Sariputta cũng đến đứng trước cái nhà của ông. Ông cũng tránh mặt nữa, vì không tìm được một cái gì để mà để bán cũng được. Ông ta quê quá trốn nữa. Nhưng mà có một hôm, nhờ ông ta là một thầy Bà La Môn nên đến tụng kinh cho một cuộc lễ của môn phái mình, và ông ta được chia một phần cơm trắng và một cái áo choàng lớn, một cái choàng tắm lớn. Thì lúc ông mang lễ vật về nhà thì ông sực nhớ đến Ngài Sariputta. Ông nói thầm rằng cái phần cơm này nè để dành đến Ngài Sariputta của ta. Và khi mà ông nghĩ tưởng đến như vậy thì Ngài Sariputta đã nhập thiền và vừa xuất ra. Cũng thấy ông Bà La Môn đã nghĩ tưởng đến mình, cho nên Ngài mới nghĩ rằng ô, ông này vừa có lễ vật còn đang chờ ta đến để một cúng dường, vậy thì ta nên đi đến đó. Ngài đắp y tăng giả lễ, ôm bình bát đi bộ đến đứng ngay trước cửa nhà của ông Mahasena. Khi mà trông thấy Ngài Sariputta thì ông ta phát tâm trong sạch, đón chào thỉnh Ngài vào ngồi trong nhà, đem cái phần cơm trắng của ông vừa được xếp vào bát của Ngài Sariputta. Ngài chỉ nhận góp nửa phần cơm rồi lấy tay đẩy cái bình bát lại. Thì ông mới nói rằng bạch Ngài, Ngài hãy nhận hết đi, chỉ có chừng này thì con có được nửa phần phước mà thôi. Xin Ngài hãy tế độ cho con trong những kiếp về sau, chỉ đừng tế độ ngay trong kiếp này. Còn phần cơm mà còn lại đây, con xin cúng hết cho Ngài. Nói rồi ông xớt luôn vào cái bình bát của Ngài Sariputta. Ngài thọ nhận luôn tại đó. Khi mà Ngài dùng bữa xong,
thì ông bà lão môn này đem cái y choàng ra đánh lễ dâng cho ngài và phát nguyện: bạch ngài, tôi xin nguyện đắc cái pháp mà ngài đã đắc. Ngài Sariputta phúc chúc ế chị tăng ba chị tăng tôn hân khiếp và mế quá sầm mê chà tu. Này ông bà la môn, ông ước nguyện như thế nào thì sẽ được thành tựu như thế đó. Sau khi phúc chúc, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy đi về chùa Kỳ Viên. Trong lúc mà túng quẫn nghèo khổ mà tạo được một sự bố thí như vậy thì ông bà la môn vui mừng không xiết tả. Và sau khi đẻ bác, ông phát tâm trong sạch vô cùng quan hỷ và sanh lòng ái mộ ngài Sariputta vô hạn. Còn đang quyến luyến ngài Sariputta thì ông bỏ xác lìa đời, tâm thức nhập vào bào thai của một tín nữ người hộ độ của ngài Sariputta cư ngụ ở trong thành Sarawatthi. Rồi đó, người mẹ tương lai của ông bảo cho ông rằng: em đã thọ sanh rồi nè, em đã thọ thai rồi nè. Người chồng đã chăm sóc thuốc thang để bảo dưỡng cho thai nhi. Dượng phụ cũng kiêng kể các thức ăn nóng lạnh hoặc chua cay thái quá vì sợ ảnh hưởng không tốt đến bào thai. Do đó, dượng phụ phát sanh ra một sự thèm muốn. Dạ, bởi vì mình tỉnh được 500 vị tỳ khưu có ngài Sariputta làm tọa chủ rước vào ngồi ở trong nhà này, rồi cúng dường toàn là cơm nấu với sữa tươi. Còn mình thì đắp cái y vàng, ôm cái bình bát bằng vàng, ngồi phía sau Duy Tăng và ăn dùng vật thực dư của các ngài. Tương truyền rằng người phụ nữ này phát sinh cái chứng thèm đắp cái y và ăn cơm trong bát như là một cái điềm báo trước cho biết rằng đứa bé trong thai sau này sẽ xuất gia đầu Phật. Khi đó các thân bằng quyến thuộc, nhất là cha mẹ, nhìn nhận rằng ô cái sự thèm muốn của con dâu rất là hợp theo lễ đạo. Rồi một cuộc gia tăng được tổ chức và ngài Sariputta được thỉnh làm tọa chủ 500 vị tỳ khưu đến tọa thực bữa cơm nấu rồng với sữa tươi. Dượng phụ ngồi bên dưới mặc y vàng và khoác y vàng khác, lấy cái bình bát bằng vàng để ngồi phía sau của Chư Tăng, rồi ăn những vật thực mà Chư Tăng xếp bát cho cô ta. Khi mà hết cái chứng thèm khát cho đến khi mà sanh nở thì gia đình thiếu phụ thỉnh thoảng tổ chức đại lễ cho tăng. Sau 10 tháng hoài thai, thiếu phụ sanh được một cậu con trai ở trong nhà, rồi lại thỉnh các vị tỳ khưu có ngài Sariputta làm tọa chủ để bắt cúng dường, nấu cơm với mật ong, pha ít nước. Tương truyền do quả phước của cái đứa bé cúng dường bổ thí cơm trắng đã gieo trong kiếp này làm ông bà la môn, mà trong cái ngày ăn mừng nó chào đời. Buổi sáng nó được tắm gội sạch sẽ, mặc đồ sang trọng, đặt nằm trên cái giường chạm trổ rất là tinh vi, có trải lót gấm trị giá là 100.000 đồng tiền vàng. Nằm trên nhung lụa, đứa bé sẽ nhìn ngài Sariputta và nhớ lại rằng ồ, cái ông này là thầy của ta trong kiếp trước. Ta đã nhờ ngài mà được phú quý vinh hoa như thế này, vậy thì ta cúng dường ngài một cái món đồ gì đây? Khi mà người nhà bồng đứa bé định đưa đến xin ngài Sariputta truyền quy giới cho nó, thì nó nắm, nó lấy cái ngón tay, nó xoắn chặt vào một cái phần tấm vải lót bằng gấm đó, rồi nó nắm chặt lại. Nhiều người bảo ồ, cái tay nó dính ở trong cái tấm lót gấm kia kìa, gỡ ra. Nhưng mà đứa bé khóc lên,
các thân bằng quyến thuộc mới bảo rằng thôi đừng làm cho nó khó. Người nhà phải ôm luôn cả cái tấm lót bằng gấm đó đi chung với đứa bé. Khi mà được đặt xuống để nó đảnh lễ ngài Sariputta và xin thọ quy giới thì đứa bé mới buông tay ra thả cái tấm lót bằng gấm đó rớt ngay trên chân của ngài Sariputta. Và thấy như vậy thì các quyến thuộc mới nói không có nói gì hết mà nghĩ rằng đứa trẻ con ngu dốt làm những cái việc vô ý thức. Họ mới nói vậy mà họ lại nói rằng ồ bạch ngài, xin ngài hết thọ nhận lễ vật mà chúng tôi cúng dường do đứa cháu trai của chúng tôi bỏ xuống như vậy ở trên cái chân của ngài. Và tiếp theo đó họ yêu cầu bạch ngài, xin ngài hoan hỷ truyền thập giới cho thiền nam đã cúng dường ngài cái y gấm có giá trị là 100.000 đồng tiền vàng. Alo quý vị còn nghe rõ không? Nghe rõ quay chứ, nghe tới 100.000 đồng tiền vàng thì sáng mắt ra liền. Ngài Sariputta mới hỏi đứa bé này tên chi? Bạch ngài, xin ngài tùy ý đặt tên cho nó đi. Ồ vậy thì bần tăng sẽ gọi nó là Tissa ha. Nghe như vậy thì nghe ngài Sariputta khi mà chưa xuất gia ngài có tên là Upatissa mà nó quá. Nhưng mà tiếng Upa có nghĩa là ở gần, kèm theo, kế cận. Cha mẹ của cậu Tissa mới nghĩ rằng không nên để cho đứa con trai của ta xa lìa thầy tế độ của nó. Và sau cuộc lễ trai tăng đặt tên cho đứa bé thì cũng đến lễ đầy tháng, lễ giáp tuổi rồi để xỏ lỗ tai. Bất cứ cái lễ nào cha mẹ đứa bé cũng đều thỉnh 500 vị tỳ kheo có ngài Sariputta làm tòa chủ đến dự lễ cúng dường cơm trắng nấu rồng với sữa hay mật ong pha chút ít nước là như thế. Khi mà đứa bé lớn lên vừa tròn 7 tuổi thì cậu ta lại xin mẹ: thưa mẹ, con muốn xuất gia tu học với ngài Sariputta. Bà mẹ chấp nhận ngay: lành thay con à, từ trước đến giờ mẹ hằng nguyện ở trong tâm rằng xin cho con của mẹ đừng có xa lìa thầy tế độ của nó, vậy thì con hãy xuất gia đi. Bà mẹ sai người đi thỉnh ngài Sariputta đến nhà để bác xong và bạch rằng: ai cái kẻ tôi tớ của ngài đấy, nó đòi đi xuất gia, để chiều nay chúng con sẽ dắt nó đến chùa. Sau khi mà tiễn chân ngài Sariputta về, buổi chiều hôm đó cha mẹ của đứa bé sắm lễ vật trọng hậu rồi dẫn nó đến chùa gửi cho ngài Sariputta. Ngài Sariputta khuyên nó như thế này: này Thích Xá, cái việc tu hành rất là cực khổ. Khi mình cần dùng có đồ nóng thì lại được đồ lạnh, khi mà cần dùng đồ lạnh thì người ta cho đồ nóng. Thế là người xuất gia tu hành thì phải sống kham khổ, còn con sống trong sung sướng đã quen rồi, sợ chịu không nổi đó nghe. Bạch ngài, những cái điều mà ngài kể ra đó con có thể chịu được mà. Ồ, xa thủ ngài Sariputta khen. Rồi ngài làm lễ xuất gia sẽ gì cho Tissa bằng cách truyền cho cậu ta cái đề mục tham thiền, niệm xuôi niệm ngược về năm cái thể trược, tức là tóc, lòng, móng, ăn, da, rồi da, răng, móng, lông, rồi tóc, tất cả, rồi đến 32 thể trược. Nhưng mà trong một thời gian không thể truyền dạy hết một được, cho nên ngài mới truyền cho đệ tử có một phần cần yếu để dứt được tham dục.
tất cả chư Phật đều loại bỏ vì nhờ niệm tưởng về thủy trược, nhất là lông tóc, lông móng, răng, da, vân vân, mà các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ đã chứng được thánh quả là hạng khùng ngực. Nhất vị tỳ khưu rành rẽ về tăng sự, khi mà cho đệ tử xuất gia, không thể không để cho đệ tử xa lìa con đường đạo quả A-la-hán. Vì vậy ngài Sariputta cho Tích Xá xuất gia bằng cách chỉ dạy cái đề mục tham thiền trước, rồi truyền thọ 10 giới sa di tiếp theo sau. Sau lễ xuất gia sa di của Tích Xá, cha mẹ của vị sa di này làm lễ trai tăng liên tiếp 7 ngày tại chùa để cúng dường cơm trắng nấu với mật ong và chút ít nữa, hay là sữa bò nguyên chất đến các vị tỳ khưu tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Nhiều vị tỳ khưu tăng phiền, mỗi ngày mỗi dâng cơm nấu với mật ong giống với sữa ăn mãi rất là ngán. Nhưng mà cuộc lễ trai tăng chấm dứt trong ngày thứ 7 và thí chủ trở về nhà. Đến ngày thứ 8, Sa Di Tích Xá bắt đầu theo các vị tỳ khưu vào trong thành phố để khất thực. Dân chúng ở trong thành Sawatthi hay tin, ô hôm nay cái ông Sa Di Tích Xá vào thành khất thực. Họ chuẩn bị những lễ phẩm để cúng dường. Họ đem theo 500 cái y choàng để xếp gọn, 500 phần cơm ra để bắt cúng dường, chờ vị Sa Di Tích Xá và để bắt cho ông ta. Quan niệm sau, dân chúng lại đến cái khu rừng ở bên cạnh để đón cái vị Sa Di Tích Xá để bắt và dâng y như là hôm trước. Thế là trong 2 ngày liền, Sa Di Tích Xá đã nhận được 1.000 lá y với 1.000 phần cơm, và ông đã cúng dường hết đến các vị tỳ khưu tăng. Theo truyền ngôn, đó là cô quả phước của ông ta đã cúng dường y truần cùng với phần cơm của mình, trong khi còn là một vị Bà La Môn Mahasena. Và khi ấy, các vị tỳ khưu mệnh danh cho vị Sa Di này là Uttissa Thí Thực, tức là vị Sa Di cúng dường cơm nước. Qua ngày hôm sau nữa, vị Sa Di này đi vào trong chùa nhằm khi trời lạnh á, thấy các vị tỳ khưu tăng chỗ này chỗ nọ, nhất là các cái gian cái phòng sưởi đang ngồi súng xít thơ ấm, thì mới hỏi: bạch các ngài, sao các ngài ngồi hơi lửa như vậy? Ồ, chúng tôi lạnh quá ông Sa Di ơi. Bên các ngài, hễ mà trời lạnh thì chúng ta nên trùm y giống ngự hàng thì có thể hết lạnh được mà. Này ông Sa Di, ông là người đại phước, có được cái y giống ngự hàng, còn chúng tôi thì lấy đâu mà có. Ồ, nếu như vậy, xin các ngài, nếu mà cần dùng cái y giống thì hãy cùng tôi đi với tôi. Các vị tỳ khưu mới rủ theo sau vị Sa Di Tích Xá 7 tuổi này để kiếm cái y ngựa hàng, và tất cả đều có được 1.000 vị đi theo sau vị Sa Di này. Rồi chẳng một chút ngần ngại suy tính gì hết, bấy nhiêu vị tỳ khưu ta tìm bấy nhiêu y gấm ở đây cho đâu để cho đủ. Nhưng mà vị Sa Di Tích Xá dẫn đầu đi, hướng cả đoàn tỳ khưu đi thẳng vào trong thành. Quả thật là người có tâm hảo thí mới có thái độ hiên ngang hùng dũng như thế. Tuần tự đi từng nhà, từ người vào đến cổng thành, vị Sa Di này có được đã 500 chiếc y gấm. Rồi đi vào ở trong thành, đi từ nơi nọ này tới nơi nọ, ông được dân chúng đem y gấm ra dâng cúng. Và khi đó có một người nam đi qua đầu chợ, trông thấy cái người bán hàng y gấm
bày ra nắm trong cái y gấm chờ khách. Thì ông ta mới nói rằng: này bạn ơi, có một ông sa di đi tìm cái y gấm, đang đi gần đến đây rồi, ông hãy giấu những cái y này đi. Ô thế nào bạn? Ông là người lấy của chưa cho hay sao mà lại nói vào đây lấy cái y của tôi? Ông lấy của cho chứ không phải là ông lấy của không cho. Người bán hàng xua đuổi anh chàng nhiều chuyện, nói rằng: nếu như vậy tôi có vui lòng cho thì ông ta mới được lấy chứ, không vui lòng cho thì thôi, việc gì phải giấu, thôi đi đi cho nổi. Và thật vậy, những người ngu si mù quáng bao giờ cũng bổn sản rít rống. Khi thấy người làm phước bố thí thì họ cũng tiếc của nóng ruột. Rồi đến phút lâm chúng làm sáng, tâm bổn sản của họ nhất định sẽ đưa họ xa vào địa ngục chẳng sai. Người bán hàng này nghĩ thầm: cái anh chàng này cứ luôn đến bảo người ta hãy cất giấu những cái y này. Nhưng mà ta thiết nghĩ, cái ông sẽ gì chỉ lấy của đã cho, còn vật sở hữu của ta, ta có quyền cho hay là không cho là tùy ý của ta. Tuy vậy, chứ mình có của bày ra trước mắt mà nói là không có đồ cho cũng mắc cỡ. Thôi, đồ của mình mà mình giấu đi thì có tội gì? Nhưng mà ông ta vẫn để nguyên. Trong số nắm y này có hai lá có giá trị bằng 100.000 đồng tiền vàng, vậy thì ta giấu hết cái này thôi. Nghĩ rồi, người bán hàng lấy cái hai cái y gấm đó xếp chung lại, giấu vào giữa những cái lá y thường. Vị sa di Tích Xá dẫn chư tăng đến ngay đầu chợ. Cái ông bán hàng vừa trông thấy vị Tích Xá thì sanh lòng thương mến như là con ruột của mình. Cái mối tự tử hầu như nó tràn đầy ra cơ thể của ông ta. Và ông ta nói thầm như thế này: ô, thấy mặt vị sa di Tích Xá này rồi thì cái tim gan của mình có thể móc ra mà cho cũng được nữa. Thì thôi thì ta giấu cái y gấm này làm gì? Và thế là cái ông bán hàng này lấy hai chiếc y gấm quý giá đem dâng dưới chân của vị sa di Tích Xá. Đánh lễ xong rồi đứng lên nguyện liền. Bên ngài, xin cho tôi được pháp mà ngài đã đắc. Vị sa di Tích Xá đọc kinh phúc chúc và nói rằng: xin cho ngươi được như ý. Đi vòng trong thành, vị sa di cũng được 500 cái y gấm. Và thế là trong một ngày, sa di Tích Xá đã tìm được cả ngàn cái y gấm, rồi dâng lên các vị tỳ khưu tăng. Rồi ông được các vị tỳ khưu mệnh danh là Tích Xá Thí Y, tức là Kambala Đà Gia Cá Tích Xá, tức là vị tỳ khưu vị thí chủ dân cúng về y giáo. Và sở dĩ vị sa di Tích Xá được danh thơm tiếng tốt trong ngày nay, vào lúc mà mới có lên 7 tuổi đầu, là do nhân cúng dường y trong kiếp trước, bây giờ trổ quả, khiến cho ông ta kiếm được 1.000 đã y gấm là như vậy. Quả thật vậy, ngoại trừ Phật giáo, không có môn giáo nào khác khi mà bố thí ít mà lại được quả báo nhiều, bố thí nhiều thì càng được kết quả nhiều hơn gấp bội. Cho nên Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, nơi nào mà có tỳ kheo tăng như thế, dầu ít cũng được nhiều kết quả, mà nếu càng nhiều được càng nhiều thì kết quả càng vô lượng. Trong thời gian sa di Tích Xá ngủ tại chùa Kỳ Viên thì những thân bằng quyến thuộc trẻ đến thăm viếng chuyện trò. Vị sa di này mới nghĩ rằng: nếu ta mà ở lại đây, những đứa trẻ, bà con thân quyến của ta cứ đến nói chuyện hoài, làm sao mà ngồi lặng thinh được? Mà hễ ta nói chuyện với họ thì trở ngại cho việc tu hành của ta. Thôi thì đến xin bậc đạo sư
cho một cái đề mục nào đó để tu tập. Học xong thì ta sẽ kiếm một cái trú xứ khác chứ không ở đây nữa. Sư Di Tích Xá đến đảnh lễ Đức Phật, ngỏ lời yêu cầu Ngài truyền dạy đề mục cho đắc quả A-la-hán. Khi mà được đề mục rồi thì ông ta về đảnh lễ từ biệt Ngài Sariputta, mang y bác ra khỏi chùa, đi luôn một mạch là 120 giờ tuần. Vì nghĩ rằng nếu mà ta ở quanh vùng này, bà con quyến thuộc của ta sẽ theo quấy rầy ta. Và đi đến cuối lộ trình thì Sariputta này, Sayyidissa này đi vào một ngôi làng nọ, rồi gặp một vị vô lão. Vị Sayyid mới hỏi: dạ thưa ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm tịnh xá nào hay không? À, bà sư có. Xin ông làm ơn chỉ dùng cho tôi. Ông già mới vừa gặp vị sư di này, tự nhiên ở trong tâm tôi, cái vị sư di này giống như là con ruột của mình vậy. Ông mới chỉ đường mà nói rằng: này sư, sư hãy đi theo tôi, tôi đưa sư đến đó. Nói rồi ông dẫn vị sư di này đi. Trong lúc cùng đi thì ông lão đã vào làng, rồi đến 5 hoặc 6 địa điểm dọc đường. Theo đường có trồng nhiều hoa quả, thì vị sư di này mới hỏi: dạ thưa ông Việt Nam, cái chỗ này tên là gì, chỗ này tên là gì? Và ông lão đã nói tên cho vị sư di biết. Khi đến cái ngôi tịnh xá trong rừng thì ông lão mới đưa đường, mới nói: bà sư, xin cầu chúc cho sư ở lại đây bình an. Rồi ông hỏi pháp danh vị sư di. Vị sư di đáp rằng: thưa ông Việt Nam, cái danh của tôi là Tích Xá Cư Lâm, tức là Quanh Ná Qua Si Tích Xá. Và nghe vậy thì ông mới thỉnh: ngày mai sư nên vào trong làng thì chúng tôi sẽ để bát cúng dường. Và ông lão đã về làng thông tin cho dân chúng hay rằng có một vị sa di pháp danh là Quanh Ná Qua Si Tích Xá mới đến tịnh xá của chúng ta. Chúng ta nên dự bị cơm nước để bác cúng dường. Vị sa di này đầu tiên được thầy cho đổi đặt tên là Tích Xá, rồi sau đó được chư tăng mệnh danh là Tích Xá Thí Thực, rồi Tích Xá Thí Y và Tích Xá Cư Lâm. Như vậy mới cái 7 tuổi đầu mà có đến 4 cái pháp danh. Sáng hôm sau vị sư vào làng thì bình khắc thực, nhiều người đệ bát xong còn đánh lễ vị đó nữa. Vị sư di phúc chúc: xin cho người được an vui, xin cho người được thoát khổ. Và trong số những người đệ bát rồi, không một ai trở về nhà được cả. Tất cả đều đứng nán lại để ngắm nhìn vị sa di này cho quả thích. Sa di Tích Xá thọ hậu vật thực vừa đủ, rồi toàn thể dân làng cúi một dưới chân vị sa di, bạch rằng: bạch ngài, xin ngài khái nhập hạ 3 tháng ở nơi đây và truyền tam quy ngũ giới để cho chúng tôi thọ trì thường nhật, và truyền bát quan trai giới cho chúng tôi vẫn giữ hành theo trong những ngày Uposatha. Xin ngài khoan hỷ nhận lời. Và thấy dân làng có lòng thành khẩn, Sayyidissa hứa trường nhập hạ. Rồi hàng ngày đi vào trong làng khất thực. Mỗi lần thí chủ đệ bát và đảnh lễ thì vị sư di này luôn luôn phúc chúc bằng 2 câu: xin cho người được an vui, xin cho người được thoát khổ. Sư di Tích Xá ở lại nơi này trải qua 2 tháng, và trong tháng thứ 3 thì vị này chứng đắc thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích. Đến khi mãn hạ an cư, làm lễ tự tứ xong, thầy chế độ đã đến đảnh lễ Phật đạo sư và xin rằng: bạch ngài, con sẽ đi thăm Sư Di Tích Xá
ông cứ đi đi, này Sariputta. Đại đức Sariputta dẫn theo 500 vị tỳ khưu tùy tùng đến báo tin cho đại đức Moggallana. Này đạo hữu Moggallana, tôi sẽ đi thăm Sariputta. Ngài Moggallana liền đáp, tôi cũng đi nữa. Rồi ngài Moggallana dẫn theo 500 vị tỳ khưu tùy tùng. Khi mà hai tin này, tất cả các vị đại thinh văn như ngài Maha Kassapa, ngài Anuruddha, ngài Upalina, mỗi vị cũng dẫn theo 500 vị tỳ khưu của mình cùng ra đi. Con số tổng cộng các nhóm là lên đến 84.000 vị. Các này đi bộ cái lộ trình là 120 do tuần mới đến được cái trú xứ của vị Sariputta. Khi ấy thì vị thiện nam hộ độ thường trực của vị Sariputta, nhà ở gần cổng làng, thấy chư đại đức tăng trước nhất, cho nên đến lễ chào các ngài. Ngài Sariputta mới hỏi: Đại ông thiện nam, trong địa phương này có ngôi thiền lâm tịnh xá nào không? Bên ngài có. Có vị tỳ khưu nào thường trú không? Và bên ngài có. Cái vị thường trú đó có pháp danh là gì? Bên ngài, đó là ngài Thích Sa Cư Lâm. Nếu vậy ông hoan hỷ chỉ đường cho chúng tôi. Bên ngài, chẳng hay ngài là gì của ngài Thích Sa của chúng tôi? Chúng tôi là khách đến viếng cái vị sa di này mà thôi. Vị thiện nam này lưu ý nhìn kỹ ngài Sariputta và các vị đại thinh văn để nhớ mặt. Tự nhiên ông cảm thấy toàn thân của mình tràn trề một niềm phí lạ. Ông yêu cầu: Bạch các ngài, xin các ngài hãy đình bộ đôi chút. Rồi ông hối hả vào làng cất tiếng kêu gọi: Hôm nay có chư đại đức tăng quang lâm đến cái thôn của chúng ta, do ngài Sariputta lãnh đạo, có 80 vị đại thinh văn, mỗi vị dẫn theo 500 vị tỳ khưu tùy tùng, họ đồng đến để thăm viếng sa di vị thầy của chúng ta. Các ngươi hãy đem vật thực vật dụng như là dược ghế, ngọa cụ, đèn dầu, đi đến tỉnh xá nhanh lên. Mọi người y theo lời kêu gọi đem giường ghế các thứ vật dụng theo chân của các ngài đã chư tăng đồng đi đến tỉnh xá. Cái vị sa di tích xá nhận biết các vị tỳ khưu tăng đến mới ra rước các ngài đã trốn áo vào trong. Phần sự đối với các tăng là các thiết y bác của các ngài. Thì trời vừa nhá nhem tối, ngài Sariputta bảo các thiện nam: Thôi các vị hãy về đi, là tối rồi. Bạch các ngài, hôm nay là ngày mà nghe pháp, chúng con không về được. Chúng con lại đi nghe pháp. Và lại từ trước đến giờ chúng con chưa từng được nghe pháp. Ồ, thế thì này ông Sa Di, ông hãy đốt đèn lên rồi tuyên bố giờ xuất pháp cho thiện tín biết. Sa Di Tích Xá làm theo lời của ngài Sariputta. Rồi ngài Sariputta mới bảo rằng: Này Tích Xá, các thiện nam tín nữ đã nói lời muốn nghe thuyết pháp, vậy thì ông hãy thuyết pháp cho họ nghe đi. Các thiện nam tín nữ đồng loạt mới thưa rằng: Bạch ngài, ngài vị sư của chúng con chỉ thuộc lòng có hai câu phúc thức thôi. Xin cho người được an lạc, xin cho người được thoát khổ. Ngoài ra không biết cái pháp gì nữa đâu. Xin các ngài từ bi quan hỷ thuyết pháp cho chúng con nghe. Ngài Sa Di Tích Xá tuy đã chứng được a la hán quả nhưng mà không hề pháp với thiện tín nghe. Và khi đó thì vị thầy Tế Độ tức ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: Ngài Sa Di, ông hãy lấy hai cái mệnh đề, những người được an vui, những người được thoát khổ, làm cái đề tài mà thuyết giảng. Xà thủ lành thái, bạch ngài,
và vị sa di đã cầm lấy cây quạt đẹp, đeo lên pháp tọa, ngồi một cách nghiêm trang tề chỉnh và bắt đầu thuyết giảng nghĩa lý của kinh điển từ cạn đến sâu, từ thấp lên cao, phân tích lần lượt về ngũ uẩn, về tứ đại, về lục căn, 37 phẩm trợ đạo là con đường đưa đến mức tối cao là a la hán quả. Thời pháp bao la phổ cập như là đấng mưa rào dội ướt cả bốn châu thiên hạ. Và để kết luận, vị sa di Tích Xá nói rằng: Bạch ngài, người mà đã đắc a la hán quả được an vui là như thế, người đắc a la hán quả được giải thoát khổ là như thế, là người đã thoát khỏi cái khổ sanh lão bệnh tử, cũng là cái khổ sanh vào ác đạo, nhất là địa ngục mà phàm phu thường phải vương mang. Lành thay này ông sa di, hai câu phúc giúp của ông đã khéo giảng lắm đó. Bây giờ ông hãy giảng tiếp theo cái phần vi diệu pháp. Lành thay vâng lời thầy. Vị sa di tiếp tục giảng về vi diệu pháp cho đến khi trời sáng. Những người hộ độ của vị sa di chia ra làm hai nhóm. Một nhóm thì bất bình vì nghĩ rằng từ trước đến giờ chúng ta chưa từng thấy ai lãnh đạm bạc bẽo như thế này, ông ta thuyết pháp thông suốt như thế mà bấy lâu nay đối với chúng ta là những người có công hộ độ cấp dưỡng cho ông ta chẳng khác nào cha mẹ nuôi con, mà ông ta không hề thuyết giảng một câu pháp cú nào cho chúng ta nghe. Còn cái nhóm kia thì lại quan nghĩ rằng: ô, chúng ta thật là đại phước, những vị sư trống như thế nhưng mà cái vị sa di mà chúng ta hộ độ, tài đức của cái vị này dám ngồi pháp tọa mà thuyết giảng tuyệt vời hay quá, và như vậy thì ngay cái ngày hôm đó, từ sáng tinh sương, Đức Bổn Sư vẫn theo thông lộ lẽ quan sát về thế gian, thấy được những cần sự nam, những cần sự nữ lọt vào giác võng của ngài. Cái chuyện gì xảy ra đây? Khi quán thêm nữa thì ngài thấy rằng trong số các tín đồ của Tích Xá có nhóm bất mãn, có nhóm hoan hỷ. Những ai bất bình chống đối con trai của Như Lai thì sẽ bị sa đọa xuống địa ngục. Thế thì Như Lai phải đi đến đó. Nhờ có Như Lai đến, tất cả đều khởi tâm từ đối với Sa Môn, đối với Sa Di Tích Xá và được thoát ly khổ não. Ở chốn Thiền Lâm thì dân chúng thỉnh cầu được chư Tỳ Khưu Tăng mới trở về lo tất cả, nấu sẵn những cái vật thực rồi ngồi chờ chư Tăng lại. Các vị Tỳ Khưu cắt tấm gỗ xong, đến giờ đi phát thực, sắp sửa đi vào làng, mới đến hỏi Sa Di Tích Xá: Này Tích Xá, ông cùng đi một lượt với chúng tôi hay là ông đi sao? Xin các ngài đi trước đi. Các vị Tỳ Khưu đáp y mang bát đồng đi vào làng. Tại Chetavana, Phật Đạo Sư cũng đáp y mang bát, và chỉ trong một sát na tâm, lẹ hơn trong nhảy mắt, ngài đã hiện diện đứng trước mặt Chư Tăng. Có lẽ Phật Đạo Sư ngự đến, và tiếng này làm cho khắp cả làng xôn xao náo động, mọi người đều vui mừng hỷ dạ. Tỉnh Chư Tăng có Đức Phật là tọa chủ an tọa, rồi cúng dường giáo và đồ ngọt điểm tâm. Trong khi Chư Tăng độ chưa xong bữa thì Sa Di Tích Xá đi vào làng. Dân chúng cũng tản bớt ra cung kính để bác cho vị Sa Di. Vị Sa Di thọ bác vừa xong, đem dâng lên Đức Bổn Sư và ngài bảo: Đưa đây Tích Xá. Rồi ngài đưa tay thọ bác trao cho ngài Sariputta và bảo: Này Sariputta, đây là bác của vị Sa Di Tích Xá, đệ tử của ông. Ngài nhận lấy
giải bác của Đức Bổn Sư, rồi trao lại cho Sê Di Tích Xá và nói rằng: ông tìm một chỗ ngồi phải lẽ rồi thọ đi. Sau khi hồ đồ các vị tỳ khưu có Đức Phật và tọa chủ, dân làng đồng xin Đức Bổn Sư thuyết kinh phúc chúc. Đức Phật thuyết giảng như vậy: này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, các ông là những người hữu phước, nhờ có vị Sê Di Tích Xá này và các ông hộ độ hàng ngày, các ông mới được dịp hội kiến với Sariputta, với Moggallana, Maha Kassapa và cả 80 vị đại thinh văn đệ tử của Như Lai. Rồi chính Như Lai hôm nay cũng đến đây cúng vì vị Sê Di Tích Xá mà các ông hộ độ hàng ngày. Nhờ có vị Sa Di mà các ông hân hạnh được diện kiến một vị Phật, thật là các ông hữu phúc lắm mới được như. Đại chúng suy nghĩ: ồ, chúng ta hân hạnh biết mấy, sĩ chúng ta có thể thỉnh được Đức Phật và Chư Tăng để cúng dường Chư Tăng là nhờ các ngài đến thăm cái vị Sa Di Tích Xá của ta. Những người bất bình vì Sa Di lúc trước bây giờ cũng vui mừng, còn những người đã hài lòng thì càng có đức tin trong sạch thêm lên nữa. Đức Phật phúc chúc và có nhiều vị chứng đắc thánh quả tu đạo Phật. Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy đi về, dân chúng kéo nhau tiễn biệt đảnh lễ. Đức Bổn Sư dẫn vị Sa Di Tích Xá cùng đi đến những địa điểm mà trước kia khi mới đến ông ta đã hỏi thăm vị Bô Lão. Khi ấy Đức Phật cũng hỏi ông ta: này Sa Di, xứ này tên là gì, xứ kia tên là gì? Vị Sa Di vừa đi vừa đáp: bạch ngài, đây là cái xứ này, đây là cái xứ nọ, tên là vậy. Rồi đi đến chỗ ngủ của vị Sa Di, Đức Phật mới leo lên trên đỉnh núi. Và từ chỗ ngài đứng trông xuống thì thấy mặt biển mênh mông. Đức Phật mới hỏi vị Sa Di: này Tích Xá, đứng ở trên này, trên cái đỉnh núi, ngươi nhìn xuống thấy gì? Bạch ngài, con thấy đại hải, tức là biển rộng. Và khi thấy như vậy thì nghĩ sao? Bạch ngài, con nghĩ rằng cái số lượng nước mắt mà con đã khóc ra trong cái buồn rầu sầu khổ có lẽ nhiều hơn nước trong bốn bể đại dương. Lành thay này Tích Xá, quả thật là như vậy. Cái suối lệ của một chúng sanh tuôn trào trong khi mà sầu khổ thì có thể nhiều hơn nước trong bốn bể đại dương. Và Đức Phật đã hỏi: ngươi ngủ ở đâu? Và bạch ngài, con ở trong cái hang núi này. Vậy thì lúc ở trong hang núi này ngươi nghĩ như thế nào? Bạch ngài, con nghĩ rằng đi khi chết, khi bỏ xác thân ở nơi đây, khỏi phải lo kiếm cái chỗ nằm trên mặt đất gạch bằng. Chẳng những con không sợ, mà con khi nghe tiếng gầm thét của các loài dã thú, con càng vui thích vì cái cảnh lâm tuyền này vắng vẻ. Nói rồi vị Sa Di ngâm lên những bài kệ Trường Thiên gồm 16 đoạn mô tả cái phong cảnh núi rừng. Khi đó Đức Phật mới phán gọi: này Tích Xá và bạch ngài, Như Lai sẽ đi với tăng chúng, còn ông sẽ đi hay ở lại? Bạch ngài, nếu mà thầy Tế Độ của con ngài Sariputta dắt dẫn con đi thì con đi, nếu mà ngài bảo ở lại thì con sẽ ở lại. Đức Phật cùng với tăng chúng lên đường. Vị Sa Di Tích Xá tìm đến ngài Sariputta. Khi gặp thì ngài Sariputta mới hỏi: ngài Tích Xá, nếu muốn trở về chỗ ngủ thì cứ đi đi. Vị Sa Di Tích Xá đảnh lễ cáo biệt Phật đạo sứ, các vị tỳ khưu tăng, rồi trở lại cái trú xứ của mình. Bây giờ trong pháp hội, các vị tỳ khưu mới đưa lên cái pháp thoại: cha, quá là tội nghiệp, một cái vị Sa Di mới 7 tuổi như vậy mà tu khổ hạnh ở trong rừng, trong núi. Từ ngày sinh ra thì đã coi như là ăn sung mặc sướng,
ăn cơm trắng với sữa tươi hoặc là mật ong, mà bây giờ xuất gia thì ở trong rừng thanh vắng có một mình. Như vậy thì cái đời sống tu tập quá là cực khổ đi, quá khổ hạnh đi. Khi than thở như vậy thì Đức Phật mới đến và hỏi: hôm nay thảo luận về việc gì mà thấy buồn rầu vậy? Bạch Ngài, bạch Đức Thế Tôn, đó là vấn đề sự tu tập là khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm của Sa Di Tích Xa. Và Đức Phật nói rằng: tại đó này các vị thị kheo, có hai cái đường lối khác nhau. Con đường thiên về thế lợi, con đường hành đạo để chứng đạt Niết Bàn. Thì vị thị kheo nào có sự mong ước ta sẽ được lễ lộc như thế này, dầu cho có thọ các chi pháp về đầu đà thủ trong rừng, mà còn lo gìn giữ lợi danh, thì nhất định bốn cái cổ cảnh sẽ mở rộng cho người đó. Còn vị thị kheo nào đặt bước lên con đường đến Niết Bàn thì xả bỏ hết lợi danh lễ lộc vào cư ngụ trong rừng vắng, tinh tấn hành đạo, thì quả vị Niết Bàn sẽ đến không xa. Và Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn 75. Alo, Phật ngôn 75 để đưa lên cho quý vị. Anya hi la phu pa ni sa anya ni pa na ga mi ni e wa me tang a pi nya ya ti khu bu tha sa sa wa ko sa ka rang na phi nan đầy ya vi về ka ma nu pru ha ye khác thay duyên thế lợi khác thay được niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri chứ thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Và khi Đức Phật viết lên câu Phật ngôn này thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Trong duyên sự câu Phật ngôn 75 cho chúng ta biết: Tissa Sa Di bảy tuổi đầu tu rừng giác ngộ lý cao sâu, sườn non thấy tiệp màu xương trắng, nước biển xem thua suối lệ sầu, lễ lộc hơi người thêm khổ lụy, tài danh quán chúng nặng lo âu, con đường nhiều khề lắm, thà sống an vui với. Alo, quý vị còn nghe không? Hết giờ rồi, nghe gì nữa, chấm dứt ha. Alo, alo, duyên sự này dài quá bà con ơi. Quý vị đang hiểu, quý vị lắng nghe được như vậy là cũng nắm được cái nội dung. Để rồi trong cái tuần sau trong cái giờ mà coi như là pháp cú này, thì quý vị sẽ ôn lại 15 bài ha, từ câu Phật ngôn 60 đến câu Phật ngôn 75, 15 bài phẩm ngu nhân Ba La Quốc Giá. Quý vị hãy chọn một trong 15 câu Phật ngôn này quý vị tâm đắc, hay là quý vị thấy dễ ghét, không ưa, thì quý vị cứ mạnh dạn trình bày để rồi chúng ta học hỏi lẫn nhau. Bởi vì Đức Phật Ngài chỉ ám chỉ cho vị đó, còn chúng ta là sinh sau nãy muộn, thì chúng ta cứ theo sự suy nghĩ thế nào rồi cứ diễn tả ưa và ghét, tâm đắc hoặc là không tâm đắc, để học hỏi lẫn nhau, rút ra một kinh nghiệm, chứ không phải lời của Đức Phật dạy mình bỏ qua. Mình phải thảo luận để học hỏi. Rồi, hơi lố giờ rồi ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc ái và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạ thí và tâm thiền sẽ ngoại lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn thiên chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc.
Ete na sát cha quá chê na số thư vô hô tụ sa pa đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Già. Thời gian cũng hơi lố, xin quý vị hoan hỷ ha. Chúng tôi đóng luôn.